Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại Vinh đang có mặt tại nhà chị Loan. Và bây giờ là buổi chiều nha cô chú anh chị. Dạ thì chiều hôm nay cũng có các cô chú anh chị cũng đến nhà chị Loan mua hàng rất là đông nha cô chú. Dạ thì ngày hôm qua thì anh thấy là chị Hồng Loan á, dạ, có đi mua ngày hôm qua hôm kia gì anh không biết, nhưng mà có đi mua chiếc xe cho Bùm Bùm á. Nhưng mà Bùm Bùm thì cũng không có chạy được, lý do là Bùm Bùm cũng đang cũng là bụng mang dạ chữa, bầu bì thì cũng sắp đến ngày sanh nở rồi. Anh nghĩ chắc lẽ là sẽ một tuần nữa thì cũng sẽ sanh nở, cũng sẽ nằm nằm ổ. Nhưng mà trong khi đó thì chị Phương Lê cũng đã tặng cho Bùm Bùm là 50 triệu để trong cái vụ mà sanh nở này cho nó, cho nó mẹ còn con vuông. Cái nhất, cái thứ hai nữa là tiếp sau đó nữa là anh nghe là chị Hồng Loan cũng đi mua cho Bùm Bùm một chiếc xe SH, nhưng mà cũ thì cũ nhưng mà cũng đời rất là cao, cũng 21-22, rất là đẹp, chiếc xe cũng rất là hợp với hai vợ chồng đó. Thì trong khi đó thì anh cũng nghe thông tin là phía bên ông Bảy Kho, Bảy Kho Xeo, Bảy Tâm Chính gì đó, ông cũng rất là ầm mực, ông cũng tức lắm. Hàng chi từ sáng tới giờ thì thời tiết hiện tại ở Sài Gòn này nó rất là mây mù đến kéo đến, là chứng tỏ là ông này cũng đang cũng rất là cay cú cái vấn đề là tại sao mà mình lại vừa từ con từ Bùm Bùm mà có người tặng xe, rồi có người tặng tiền 50 triệu để đi sanh nở, còn bây giờ mà về mà ở với ổng thì được cái gì, có được gì đâu. Dạ, cũng chỉ là hai bàn tay trắng chứ chẳng được thì, gì đó. Thì theo như em nghĩ anh, điều chị Bùm Bùm á, mang tiếng là con của Bảy Bánh Xèo thôi, chứ thực tế là Bảy Bánh Xèo đâu có lo được gì cho chị Bùm Bùm đâu, từ nhỏ giờ có lo đâu. Anh thấy từ nhỏ tới lớn mà có cái quần tiền cũng chưa lo được, đừng nói tới gì bây giờ, đừng nói tới cái dù mà cái vấn đề mà hộp sữa. Mà anh nghĩ chưa chắc mà một khi mà Bùm Bùm mà sanh ra thì hoặc là thôi nôi đại tháng hay là một hộp sữa chắc ổng cũng không lo đâu, tại vì không lo, cứ tối ngày lo cho con Hàn Quốc, con hàng hot chứ không à. Hàng thao, hàng chợ hay gì đó, chợ búa hay gì, hàng rẻ không à, chứ đâu lo cho hàng ngon lành đâu. Bùm Bùm á thì sau này thì nói chung là sống chung với chị Hồng Loan cũng rất là ngon, thì cũng được chị Hồng Loan thương yêu quý mến, rồi được khán giả, rồi được anh Hai Dữ Lưng, rồi chị Ni, rồi chị Ba Bình Tinh, rồi chị Phương Lê cũng thương yêu quý mến rất là nhiều. Trong khi đó là anh Sang, rồi khán giả, anh nghe là khán giả tặng đồ em bé cho Bùm Bùm rất là nhiều. Thấy là Bùm Bùm phe chia sẻ lên kênh trên cộng đồng mạng, cũng cảm ơn cô chú chị khán giả rất là nhiều về vấn đề là tặng vừa sữa, rồi vừa nôi, rồi vừa đồ cho em bé rồi đó, son phấn rồi tùm lum la đó, để khi mà Bùm Bùm mà đi sanh nở về thì cũng có đồ sẵn mà để thay, rồi để xử lý, để giống như là sử dụng như đó, để cho em bé nó khỏi có đi mua nữa. Giống như bây giờ Bùm Bùm cũng nói chung là cũng rất là khổ, trong khi đó là sống từ nhỏ tới lớn đã khổ rồi. Mà bây giờ lại khổ về ông Bảy Thọt này, ông từ con nữa lại khổ thêm nữa. Thì từ cái lúc mà Bảy Bánh Bò á anh, từ chị Bùm Bùm thì chị Loan cũng mới nói chung là cũng bức xúc á, thì chị Loan cũng thẳng tay chi ra số tiền mua một chiếc SH Nam để tặng cho vợ chồng chị Bùm Bùm á anh. Thì trong lúc đó Bảy Bánh Xèo á xem được clip đó thì Bảy Bánh Xèo cũng đổ bệnh luôn anh, em nghe nói là đổ bệnh luôn, đi bệnh viện luôn. Không, nghe nói là bị giống như bị tăng xong phải không? Dạ, bị tăng xong tại vì đột biến, đột xuất quá. Mà tự nhiên mà có người tặng tiền mà, tặng xe rồi tặng tiền, nói chung là bị tăng xong. Thì ông này là hên ha, chắc tức dữ lắm á. Thì chắc cũng suy nghĩ lại, nói hồi đó chắc cũng đẫn từ chị Bùm Bùm thôi, giờ cũng khỏe hả. Nhưng mà theo anh nghĩ á, là từ thì phải đem ba cái giấy tờ ra để sao kê, rồi đem giấy tờ ra kêu bằng kêu bằng cái gì, một khi mà nói là kêu, lập di bằng đi. Mình lập di bằng là có cái di bằng từ con đi, người ta mới tin. Chứ không có di bằng mà ai tin được, ai mà tin tưởng. Bây giờ muốn từ con phải có di bằng, lập di bằng đi, phải lập di bằng mới biết được cái từ con, để sau này lỡ như Bùm Bùm mà sung sướng Bùm Bùm giàu sang phú quý lên nữa, rồi có tiền có nhà có xe rồi lũ đầu về nữa, mệt nữa rồi nhận con nhận cháu nhận tùm lum ra nữa, chồng họ nữa mệt cho Bùm Bùm ha. Chắc bây giờ
chắc theo như em nghĩ là chừng đó nếu mà chị Bùm Bùm đồ giàu chắc cũng què chứ, đã nói cái mặt đây đâu có còn có sĩ diện ở đâu mà què anh. Mà anh nghĩ không lẽ giờ không lẽ tới khi đó mà ông đắp cái mặt nạ lên để ông đến để ông xin, tại vì bây giờ là bệnh hoạn ai mà lo. Thì em nghĩ là nhiều khi cũng có chứ, đây chứ đây là đâu phải của ổng đâu mà ổng còn tranh công giành nè. Bởi vậy ổng cũng tranh giành là ổng đâu còn tình nghĩa tình nghĩa bà con dòng họ gì đâu. Mà anh nghĩ hôm bữa đó là chiếc xe rất đẹp, tuy là cái đời cũ, cái đời người ta sử dụng rồi, nhưng mà xe cộ là cái đời 2022-23 rất đẹp. Mua đâu phải mà mua xe là mua xe cũ đâu, mua đâu phải mua xe dở đâu, xe rất là ngon, ít khắc nữa, vừa vợ chồng con cái rồi ha. À sanh con ra rồi để chở con đi chơi rồi đó, ổng cũng thấy là rất là ổng rất là tiếc rồi nha, rất tiếc nằm nộp luôn á, bây giờ đâu không bảy thọt là bây giờ là ổng rất là bức xúc. Bởi vậy dành thì không được, mà bây giờ thì từ con thì có khán giả thì ta lo rồi á, chị Phương Lê cũng tặng tiền rồi á, chị Ni cũng mua một chiếc xe SH, bởi vậy ổng bảy thọt là bây giờ thấy ổng là thấy thua rồi, ổng bây giờ hết đường rồi. Vừa từ con xong rồi anh nghệ sĩ Vũ Lân nè, chị Phương Lê nè, rồi chị Ni cũng lên tiếng là nhận vợ chồng chị Bùm Bùm là em ruột trong nhà luôn đó, nói thẳng phần luôn đó. Theo như anh nghĩ là đợt này là ổng từ con ra rồi ổng bị thăng xong rồi ổng bị bệnh vậy, anh nghĩ đợt này chắc là lẽ không biết là ca hát nổi không đó, chắc hót không nổi nữa. Bây giờ thì nếu mà có hát nổi thì cũng ai đâu mà xem. Hót dạ. Ổng có hót dạ. Ổng có thể là ổng hót nổi rồi, tại vì ổng bây giờ chuyên gia lên ổng nói mạnh miệng mà. Bây giờ từ hết à, từ Bùm Bùm không cho Bùm Bùm là mang cái dòng họ võ nữa, bây giờ từ thẳng luôn, không cho nó mạnh miệng quá nay bị tăng xong. Bởi vậy cũng là từ quạ từ miệng mà ra ha, đúng là quạ từ miệng mà ra. Ông này là bây giờ thấy là ổng hết đường binh rồi, ổng bây giờ không còn đường binh nữa. Tối ngày cứ lên trên cộng đồng mạng mà ngồi một chỗ mà cứ la làng con này cháu kia. Mình trong bản thân mình, trong gia đình của mình lo chưa xong mà lấy đâu ra mình lo người ta. Đúng rồi. Nhưng mà có ông này, ông bảy thọt này á, là ông kêu bằng ông có công là có công tạo, nhưng mà không có công lo. Dạ. Từ đó giờ chỉ để bên ngoại lo thôi, chứ ông đâu lo được cái ngày nào đâu. Ông không lo được ngày nào. Anh nghĩ sao, ông lo ông chưa xong mà nói chi. Ông cũng còn hồi trước ông còn báo chú. Bởi vậy ông báo mà ông báo ta chưa xong mà ông báo mà tới khi mà chú Linh là mất luôn á. Bây giờ còn báo luôn. Bây giờ còn báo luôn đây. Báo mà tới khi là báo đỏ, báo đen, báo đốm, báo gì tùm lum la, mà tới khi mà chú Linh mất mà còn báo nữa. Còn tiếp tục báo nữa. Mà theo như em nghĩ anh, cái gì của mình là nó sẽ của mình, mà không phải là của mình. Bây giờ anh có làm mọi cách thì nó cũng không có thuộc về mình đâu anh. Đúng rồi, cũng của người ta thôi. Cái diện vậy mà ông này không biết cầm chân, không biết tự lượng sức của mình. Sức khỏe không xong mà không biết tự lượng sức. À cũng cảm ơn cả nhà. Dạ tôi giờ Huynh xin phép cô chú anh chị và các bạn Huynh kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.